Xin chào quý thân mến, hiện tại thì em cái đang ở chỗ hai bố con em Dìa. Thì hôm qua em Dìa cũng đi nhà em Sống để nhờ em Sống gọi điện cho em cái, bảo là mai kia em Dìa còn đi xuống dưới bắt ra để đi làm ạ. Thì hôm nay thì em cái cũng vào đây hỏi xem nào, nếu mà em đi lúc nào thì mình tiện thể cũng vào để trao nốt cái khoản tiền của các cô bác gửi đến. Tức là cô Tám trước kia cũng đã gửi 300 đô, quy đổi ra 6.900.000 thì em cái trao lại. Bây giờ hiện tại có phần quý của nhà em Dìa còn là 4.900.000. Thì trừ em cái mua thuốc vào cho em Dìa là 100.000, còn 4.800.000 ạ. Tiện thể hôm nay em cái vào, nếu mà em Dìa không ở trong láng này nữa thì muốn ý định đi làm ở Bát Gia thì em cái cũng sẽ trao nốt cái tiền của chú Tua lên. Chú cũng đã gửi 2.300.000, thì 2.000.000 là cho em Dìa, còn 300 hỗ trợ cho cái ạ. Thì nếu mà vào đây họ em Dìa xác định muốn đi làm ở dưới Bát Gia không ở đây nữa thì anh em sẽ trao nốt cái quý của cô bác gửi đến nhà cho hai bố con em Dìa để có tiền đi làm hoặc là cũng sử dụng đi đường. Hôm trước thì em cái có vào cũng thấy em Dìa cũng chân cũng bảo là cũng đau chưa đỡ ấy, thì em cái cũng trích ra 100.000 để mua thuốc vào. Nếu mà chưa khỏi thì mình tiện thể cũng lấy thuốc về cho em uống để cho cái chân em khỏi nhanh, hoặc lấy thuốc máu các kiểu đây, trích ra đây 100.000 ạ. Cái quý của cô Tá đã hỗ trợ cho dành quý của em Dìa đây. Bây giờ em cái sẽ đi lên nhà em Dìa. Mùa này cũng rất là nóng rồi. À. Em gì ơi? Đấy. Ờ, đây. Đây. Có hai bố con ăn cơm đi. À, hai bố con đã ăn cơm à? Ăn cơm đi. Ủa. Đây. Cháu đang ăn cơm đây. À, cái thịt này thì hôm trước thì anh mua vào à? Ờ, đúng. Cái phần thịt hôm trước mua vào thì mình ăn vẫn chưa hết à? Chưa hết. Hai bố con đã ăn cơm. À, không có rau thì ăn cơm với nước lá thôi á. Ờ, thế không? Nước này đun sôi rồi chưa? Đun sôi rồi. Đun sôi à? Ừ. Ồ. Cho cái thìa cho cháu đi. Nó mỏ. Ăn cái này. Ờ, ăn ăn đi, hai bố con ra đi, hai bố con ăn đi. Ăn đi. À, hai bố con em cứ ăn. Ơ, hôm trước thì anh cũng vào thấy cái chân của em bây giờ đỡ một tí chưa? Chân á? Ờ. Cũng đỡ, cũng đỡ cho chưa khỏi được. À, tức là chưa khỏi, đi mình đi xa thì chưa đi được phải không? Ờ, đúng rồi. Nếu đi quanh đây đi vẫn được à? Đỡ một tí rồi không? Được. Đi gần được. Thôi hai bố con em cứ ăn cơm nhá. Em cái vào đấy thấy hai bố con ăn cơm thì chờ ăn cơm xong thì tắt nữa mình sẽ trao tiền ấy, trao nốt cái khoản tiền của cô Tá và chú Tuấn lên ấy, cho hai bố con em kia. Người đang ăn cơm thì chờ ăn cơm xong đã. Có hai bố con em cứ ăn cơm nhé. Vâng. Bút A này sao đây? Bút ba hải này chỉ dành nó à? Này hải này. À, thì là cháu tự ấy, tự mút ăn, không cần phải bón nữa này. Vì cháu tập ăn thế này chắc ăn quên rồi phải không? Đúng rồi. Ý là em Dìa để cho cháu ăn như thế, đôi lúc mình bận kiểu như là không thể bón thì cứ mút ít cơm này mềm mén đi để cháu tự tập mình tự ăn. Đây này. Mình cũng nhặt này, lấy thịt này. Thịt này hôm trước anh lấy vào bây giờ vẫn còn chứ? Còn. Còn à? Ừ. Thế bây giờ mùa này nóng thế này mình cũng có thể xào qua hoặc là rán này để ướp múa ấy, hay là mớ ấy. Cho mớ vào đây nó ngân ấy. Tránh nó không có mùi ấy. Thịt này thì chỉ ăn được tính ra là 1-2 hôm thôi. Nhưng mà mình có biết cách để làm không được ăn để lâu ạ. Vì nhà mình cũng không có điện này, mình cũng không thể có tủ lạnh để được lâu. Thì em cái cũng chỉ mua tầm 2 cân, hôm trước em mua vào, cũng được 2 hôm nay rồi. Thì một lần thì mình làm tầm 1-2 lạng ăn ấy. Thế này, chắc là hai bố con thì cháu chứ cũng lâu quá chứ được ăn bữa thịt như thế nào không? Đúng rồi, chứ ăn lâu quá.
không có rau mà chỉ dùng cái nước lá để chăm cơm để ăn, nghĩ thực tế đấy. Rồi tự bón liên tục. Lúc em cái vào thì cũng thấy hai bố con em Dìa đang ăn cơm, thì cũng chờ ăn cơm xong thôi. Dạ, bây giờ thì xế vào em Dìa. Ơ, em Dìa. Dạ. À, hôm qua thì cũng nghe cuộc gọi ấy, em đi vào nhà em Súng gọi điện cho anh bảo là em có ý định muốn đi làm thuê ở Bát Gia. Đúng rồi. Ừ. Chắc là em đi làm thuê ở Bát Gia Bát Ninh. À, đi vào Bát Gia Bát Ninh. Ờ, đi tìm vợ cho bỏ đi em tìm vợ có tay. À, lại đi làm vừa đi tìm vợ. Ờ, đúng rồi. Vì hôm qua thì gọi điện thoại thôi thì anh em mình cũng bàn bạc đấy. Cũng trao đổi nếu mà em không ở nữa em lệnh đi có suy nghĩ muốn đi làm thuê ở Bát Gia Bát Ninh ấy, có cái quý của cô bác gửi đến ấy. Thì quý nhà em vẫn còn. Đó, trước kia thì cũng được cô tá quý đấy là còn 4.9 triệu. Thì hôm nay anh vào đấy thì anh cũng biết là quý là cái chân của em ấy hôm qua cũng hơi bảo là vẫn chưa đỡ ấy, thì anh trích ra 100.000 và mua thuốc đây rồi. Còn 4.8 triệu này cũng được chú Tuấn lên ấy, cái hỗ trợ cho mình là cũng là hai, tổng chú gửi là 2.3 triệu thì cũng hỗ trợ cho nhà em là 2 triệu. À, còn 300 thì hỗ trợ cho canh ấy. Tem mình cũng bàn bạc cũng bảo là cái quý của cô bác gửi đến ấy thì em Dìa cũng muốn đi làm thuê ở Bát Gia Bát Ninh đi tìm vợ thì không ở đây nữa thì anh em mình cũng sẽ vào đây để hoàn thiện nốt cái phần quý của cô bác gửi đến ấy, đưa cho em Dìa. Nếu mà em đi thì cháu ấy thì sẽ gửi ở cho ai trông? Cháu thì sẽ gửi cho anh trai. Cho anh trai á, anh Sò á? Không phải anh Sò. Không phải anh Sò, anh trai ở bên kia phải không? Ờ, đúng rồi, em trai anh luôn. À, tức là em trai của em luôn. Ờ, đúng rồi. Ôi dồi ôi. Hôm qua thì qua cái cuộc gọi điện thoại ấy thì cũng nói trong cái cuộc gọi điện thoại trực tiếp thôi thì em cái cũng biết là em cái cũng đã khuyên em Dìa bảo là thôi bây giờ con nhỏ mình cũng không nên đi, nhưng mà em bảo là thôi ý là con cũng nhỏ biết là rất là thương con rồi, nhưng mà em muốn đi làm ấy xong lại tiện đi tìm vợ, mình đã có con thế nên không có vợ ấy, thì bây giờ tội nghiệp nhất là cháu thì em cũng có ý định muốn đi, thì hôm nay em cái sẽ vào đây thì chắc sẽ trao nốt cái tiền quý cô bác gửi đến cho hai bố con em Dìa. Thì em đi ấy, thì cái tiền đấy thì chắc để cho em có thể chi tiêu kiểu như là ai trông cháu ấy, thì có thể dùng cái tiền đấy để giúp mua nhu yếu phẩm cho cháu ăn. Hôm nay anh vào ấy, thì hoàn thiện nốt cái quý của cô bác quý nhà mình ấy để gửi đến cho mình, thì nếu mà em đi thì cái tiền đấy thì mình có thể mua nhu yếu phẩm hay là gửi con cho ai trông ấy, thì chắc cũng thể mua cái gì cho con ăn chứ hay thế nào? Có mà có. Có à? Ờ, nhưng mà em đi thì mới phải cho cậu con trai ở thì có phải cho ít tiền nó mới sướng kiểu cho nó. Ừ. Thực sự là cái này thì em cái cũng khuyên rồi, nhưng thôi một con người ấy, ví dụ giống như em cái và bản thân mình cũng có ý định muốn đi làm xa thì chắc không ở đây nữa, con cái cũng sẽ gửi nhờ cho anh trai hoặc là bố mẹ thì cũng phải có tiền để mua sứa hoặc là mua gạo để cho cháu ăn. Bây giờ nhá, cái chân em cũng chưa ấy thì anh cũng sẽ vào đây để trao nốt cái tiền đã, tí nữa mình sẽ rửa xong. Thế em muốn đi thế này chắc mình phải uống chưa uống kháng sinh phải không? Chưa. Hôm nay em cái vào đây nhá cô bác ạ. Tức là hôm trước cũng được cô tá cũng hỗ trợ cho em cái là 500.000 này. Em caramel 500, còn hai người em Dìa đi xin cơm 4 người 500. Hôm đấy thì em cái cũng vào đây rồi, bảo là cái phần còn lại sẽ là quý của nhà em Dìa. Thì cái phần của cô tá cái quý đấy là còn 4.9 triệu ạ. Thì em cái trích ra 100.000 để mua thuốc, còn 4.8 triệu. Cũng tiền thẻ nghe em Dìa muốn đi làm xa thì cũng được chú Tuấn lên ấy, đã gửi là tổng là 2.3 triệu. Thì 2 triệu cho em Dìa nữa, thì hôm nay em cái cũng về hoàn thiện kiểu như là trao cho em Dìa ấy. Em có thể nếu mà đi làm thì tiền mình sẽ đưa cho ai giúp mình trông con này, cái đi đường đi xuống dưới cũng phải có tiền chứ, ít nhất cũng phải cần 1-2 triệu đi nhá. Ờ, đúng rồi. Đi làm ở dưới lúc bắt đầu đi phải có tiền, không có tiền thì cũng nói chung cũng rất là khó, nhưng mà em cũng biết tiếng phải không? Biết mà. Tức là em Dìa là người biết tiếng, nói chung là nó cũng chưa xó như họ, nhưng mà cũng nghe được này, cũng giao tiếp được, thì đi vào đấy tìm việc chắc cũng dễ hơn thôi. Thế thì hôm nay em cái cũng sẽ vào trao cái của cô tá trước. Này, 1 triệu này. Em cần nhá, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu. Okay. Đây là 4.8 triệu nhá, đấy là cái của cô tá. Hôm trước thì vẫn còn 4.9 triệu này, còn cái phần lại này là của chú Tuấn lên nhá. Đây 1 triệu này, em cần đây. 1 triệu, 300, 400, 500, 6, 7, 800, 900, 1 triệu. Đây là cái của chú Tuấn Lên nhá. Tuấn Lên. Chú Tuấn Lên. Ừ. Chú tổng gửi là 2.3 triệu thì bảo 300.000 hỗ trợ cho canh ấy, còn 2 triệu thì cho em Dìa. Thì
Hôm nay anh về hoàn thiện cái phần quý này thì em có cái đô lờ gì cảm ơn cô tá và chúng tôi lên không? Có ạ. Cảm ơn con tá rất là nhiều ạ. Cảm ơn rất là nhiều luôn, rất là cho tiền nhiều cho hai bố con, rất là cảm ơn luôn nhá. Cảm ơn chú Tu Lên. Chú Tu Lên rất là nhiều ạ, cho 1 triệu nữa, rất là cảm ơn. 2 triệu. 2 triệu rất là cảm ơn nhá. Rất là cảm ơn cho hai bố con. Đây là cái đô lờ cảm ơn của hai bố con em Dìa. Thực sự là cái tiền cô bác gửi đến ấy, thì anh em mình cũng để đấy dành là quý. Sau này có thể sẽ sử dụng, họ em Dìa nó cần thiết mua cái gì thì mình sẽ mua vào. Nhưng mà thôi, em đã có dự kiến muốn đi xa như thế này thì mình cũng sẽ lấy vào hoàn thiện để cho em không thể là giữ em ở đây. Biết là em cũng đã hoàn cảnh rồi, nhưng mà em có ý định em muốn đi là xa để kiếm thêm thu nhập này, đi tìm vợ. Tiện cũng là đi làm thuê đó, đi xuống dưới Bát Giác Bát Ninh đi làm, mà cũng đi tìm xem là vợ đi theo trai ở bên đấy không ạ. Thì cái tiền này mình sẽ trao cho em. Em khác cần đi vào xong thì sẽ gửi cháu, sẽ mua nhu yếu phẩm hay cái gì là của bạn thân em Dìa nhé. Còn bây giờ em cứ cất tiền đi nhỉ. Hôm nay anh vào thì em cứ cất vào đi. Thì anh cũng mua cái thuốc kháng sinh nhá. Hôm qua thì em cũng gọi điện cho anh ấy, bảo là anh hỏi qua thì bảo chân em đỡ chưa, em bảo là vẫn chưa. Thì anh mua thuốc kháng sinh vào cho em uống. Lúc nào đi chứ? Chắc là mai. Ngày mai đi luôn á? Chắc là mai đổ cái đồ này xong là ngày mai chắc là ngày kia buổi sáng đi. Ngày mai thì dọn đồ, ngày mai thì ngày kia được đi. Thế mà ý là bây giờ anh cũng mua tiện mua cái kháng sinh này cho em uống, em chịu khó mình liên tục mình rửa và dùng ban giấy này oxy già ấy rửa qua xong thì lúc đi ở dưới xua đi nước ở bên dưới rất là nóng phải không? Mình phải vệ sinh sạch sẽ này. Đây này. Anh cũng mua được kháng sinh nhá. Đấy là cũng là cái trích ra cái quý của cô tá thôi. Và là 100.000 để anh mua vào đây ạ. Đây có nước sôi gì không nhỉ? Mình rửa qua xong thì tí thử chồng để uống thuốc à. Vâng. Bên này. Xô... Đây có nước không? Hết rồi. Thế là thôi em cần đây này để anh giúp em. Đấy. Nhìn thấy cháu đây này cũng rất là ngoan đấy. Hai bố con cũng ở đây nhưng mà cháu kiểu như cũng khóc ăn no rồi thì vẫn như nhỉ, ngồi im đấy. Đây, đun nước xong tí nữa mình rửa xong uống thuốc nhé. Đây, anh cũng mua kháng sinh để uống nè. Không phải là mình cứ nguyên rửa thôi, mình cũng phải uống thuốc kháng sinh. Xong thì nó mới đỡ nhanh được. Đây, cái mình sẽ đun nước đi. Rồi dần cách để cho em Dìa nó uống trước đây. Ví dụ mai kia hoặc là em cái không ở đây thì em khác tự biết cách để uống. Mình mua thì mình cũng không biết đâu, mình chả qua là bên quầy thuốc bác sĩ người ta cũng đã dặn bảo là cái hướng dẫn cách để uống thuốc này, rửa này, vệ sinh thế nào thì mình cũng hướng dẫn cho em riêng nó sử dụng rồi. Có bật lửa nào không? Lửa có. Lấy bật là anh đổ bếp vào đun nước trước. Anh có thể hỏi em xem nào, mình đi làm mình đi một mình hay là đi cùng với hàng xóm ai đi nữa không? Đi một mình. Thì mà nhưng mà ý là anh em hàng xóm này có ai đi cùng nữa không hay là nó đi trước rồi? Có anh em ai đi trước ở đấy à? Đúng rồi, chắc là hơn 1 tháng rồi. Anh em đi vào đấy hơn 1 tháng rồi. Đúng. Xong thì chắc em cũng muốn đi cùng anh em làm ở đấy à? Ở đây để đi cùng không? Thì nó điện nó về chợ ấy. Đi gần đến thì nó về đón về đón này. Tức là mình đi gần đến ở bên dưới đấy thì bến xe thì vào đón ở bên đấy. Đúng rồi. Thế mình đi vào đấy không biết là đi vào làm cái công ty gì? Công ty á? Đi làm cái công việc kiểu như là may mặc hay là làm dây này hoặc là bán ép cái gì cũng có rất nhiều loại công ty không? Công ty á? Đi làm cái công việc gì đi? Anh hỏi mấy anh trai kia là viện là điện thoại. Tức là điện thoại lắp ráp điện tử không? Đúng rồi, là điện thoại điện tử ấy. Tức là đi vào làm cái đồ linh kiện lắp ráp điện tử dây loa các kiểu. Không biết là em cũng có dự kiến mình muốn đi làm đấy thì hỏi trước ấy thì mình có cần phải làm hồ sơ gì không hoặc là đi làm đấy 1 tháng nó bao nhiêu tiền nhỉ? Hồ sơ? Hồ sơ có. Vẫn làm vẫn có à? Vẫn có hồ sơ. Nhưng mà một tháng thì họ giả mình bao nhiêu tiền ấy? Đi làm thì vẫn là có ta ca thì 1 tháng thì các bạn cứ được 9 triệu đến 10 triệu. Đi lại tam ca. Tại vì không có thì 6 triệu thôi. 6 triệu gần 6 triệu rưỡi. Đi làm mà không tam ca thì công ty nó chỉ trả 6 triệu tầm 6 triệu rưỡi. Đấy thế thôi. Thế cũng được, nói chung là ý là chắc em riêng cũng tính hết rồi, mình đã thanh niên, có sức khỏe đang trẻ như thế này, cũng không thể là ở lại trông chờ với cô bác. Mình biết là cô bác cũng rất là thương đến hai bố con, nhưng mà em cũng có một cái suy nghĩ em muốn đi xa để coi như mình vừa học hỏi, mình biết
nhiều thứ phải không? À, đúng. Biết thế giới bên ngoài, kiểu như là đi ra ngoài thì mình có biết tìm hiểu nó sâu hơn. À. Ừ, còn có cái suy nghĩ muốn để lại con ở ông bà. Thì muốn đi làm thuê vừa, thứ nhất là đi làm để cho nó tìm được vợ, nó có đi làm công ty ở bên đấy không, mà lại đi làm để thu nhập để đồng tiền ấy. Anh có thể hỏi em, ví dụ em đi thế này cháu có khóc không? Cái đấy thì cũng không biết đó. Cũng chưa biết à? Cũng chưa biết. Mình xác định đi thì thôi, à, dù chắc cũng mua sứa 2-3 thùng sứa để xong bảo ông bà hoặc là anh em ấy, giúp, ai giúp chồng thì cũng chịu khó rú bé thôi nhỉ. Vâng, thế thôi. Ừ. Này đang rất là lo, nhất là ví dụ cháu thằng bé này, nếu mà em riêng mà đi làm nhìn thấy hai bố con thì ở lại, em cái vào lần nào cũng không thấy cháu nó khóc. À, cháu này cũng rất là ngoan, nhưng mà không biết là ván bố thì như thế nào ấy. Ban ngày thì không sao, chỉ sợ nó vào ban đêm thôi. Đúng rồi, nhiều ban đêm nó khóc thì... lúc tầm tối lúc ngủ ấy thì nhớ bố nhớ mẹ ấy. Trẻ con thì lúc ban ngày thì đưa đi chơi thì cũng không khóc, lúc vợ đi thì nó khóc quá. À, lúc vợ đi thì cũng khóc. Yeah. Khóc một thời gian. Không gần một, sát gần một tháng nhau. À, sát gần một tháng. Khóc lúc khóc là gần một tháng luôn. Vâng. Đúng rồi. Bây giờ lại đến được bố lại muốn đi làm đấy thì chắc cũng... Nhưng mà lúc mà vợ đi thì chắc cháu còn nhỏ không? À, còn nhỏ tí. Ừ. Bây giờ cháu lớn một tí thì cũng 15 tháng tuổi. Nếu mà có người biết để chăm sóc này, có sữa này, các kiểu có kẹo cho cháu ăn thì chắc cũng cháu không khóc. Vâng. Ừ. Được rồi, nước... chảy ra rồi. Xem là nước ấy sâu chưa? Xong rồi lấy nước này mình rửa không? Vâng. À, để anh lấy thuốc hướng dẫn cho em uống, đổ vào bát tí. Thôi được rồi. Thì nó uống thuốc này. Vâng. Ừ. Có cái chỗ này tí mình rửa. Bây giờ mình không cần múa đấy nhá. Không cần. Anh mua cái thuốc, cái lọ thuốc oxy già ấy. Vâng. Vào rồi thì lát nữa thì mình chị dòng rửa xong cái dòng cái lọ thuốc oxy già ấy. Trước xong thì... lúc nào mình muốn rửa thì cũng phải đun nước sôi nhá. Ừ. Xong rửa qua một lượt xong thì mới đến cái chỗ này ấy. Dùng cái oxy già ấy rửa luôn cái chỗ mà vết bị thương ấy. Vâng. Ừ, xong thì lúc mình dùng oxy già thì dùng cái bông này thôi. Bông y tế, dùng cái bông này. Ừ. Để chấm rửa thôi. Đổ ra là nó nhiều quá, nó lãng phí ấy. Thì em cái mình cũng không biết, nhưng mà mình mua thì cái bên cửa hàng quay thuốc người ta cũng từ dần cách để mình làm ấy. Về mình rửa, sợi nhất là sợi nó nhiễm trùng thôi. Còn cái chỗ này kháng sinh ấy, mình uống. Em cứ rửa qua một lượt hết cái chỗ này. Mình cứ rửa hết xong thì nó còn lấy cái oxy già rửa qua đấy. Ở đây để bác bóc cháu nào. À, vẫn còn thạch phải không? Còn. Này ngồi đây. Bóc vào nhá. Cháu này chắc không cho ăn thạch và uống sứa thì cũng ngon nhỉ? Ngon, bây giờ thì ngon rồi. À, nhưng mà ý là cháu không khóc vì cháu được ăn, mình cũng cho ăn uống này. Lúc đầu vào thì cũng rất là sợ, nhưng bây giờ này. Lúc đó ra thì rất là sợ. À, ừ. Đúng, lúc này có cái cây đấy, sao mình quên không lấy cái cây để chọc ra cho cháu hút nhanh. Để chú cho thế này, uống thế này. Đó, được, không cần phải bóc ra. Có cái cây này, có cái chỗ này mình chọc ra cho cháu hút. À, rửa một lượt xong thì mình dùng ít bông này lau trước, lau cho nó khô ấy, xong thì mới bắt đầu dùng cái này nhá. Đấy. Cứ lau cái chỗ vết ấy, vết vết thương ấy. Đây này. Nước xô thì mình chỉ rửa qua bên đấy thôi, xong tí nữa lại tiếp tục để đổ cái này. Để dùng cái này nhá. Em đổ nước vào. Cho kiểu như là mình đổ nước vào ấy, và cho nó ướt. Đó. Cứ đổ nước vào cái chú bông ấy, xong thì mình mới dùng cái chỗ đấy mình rửa cái vết đấy. Bóc ra nào. Đó. Cái này oxy già nó khử trùng bên đấy, em cứ chọt để cái bông này đấy này. Xong mình rửa ấy. Quan trọng là cái chỗ này thôi, đây này. Cho cái oxy già vào đây. Dùng cái bông ấy rửa liên tục. Chỉ có rửa liên tục một ngày, cũng rửa sáng này, xong tầm trưa trưa này, xong chiều ấy, lúc mình ngủ rửa liên tục một lần á. Oxy già xong thì dùng cái lọ này là để thuốc máu. Kiểu như sát trùng ấy. Vâng. Thuốc máu này mình chỉ đổ vào
tránh nó không có con rùa này có gì vào đấy không. Buông vào đi. Vô vét đấy. Nó chỉ một tí bé thôi mà, nhưng mà sao lại sưng được nhỉ? Chắc là mình chưa vệ sinh nó không sạch sẽ không? Lấy cái này uống đó. Anh hướng dẫn cho em một lần để có khi anh không ở đấy thì em có thể uống nhá. Vì anh mua thì bên quầy thuốc người ta cũng hướng dẫn cách để uống này. Để cho uống biết. Em lấy nước đây nhá. Ý là uống thì cái mú vị này ấy, mú vị 2 viên, đây là kháng sinh. Đó. Đây là 2 viên này. Cộng với 2 viên này. Còn cái chỗ này thì mình uống xong kiểu như mình ngậm đây. Bua ấy. Hầu trên tà mà chỉ đến muốn bua ấy tạo. Cái chỗ này mình ngậm ra thôi. Không cần uống được, mà nếu uống được trừ khi phải uống 3 vị này, mú vị 2 viên. Cứ chịu khó uống xem nào, uống tầm 2-3 hôm này là như thế nào ấy. Uống được chưa? Anh bóc ra đi. Mú vị 2 viên nhé. Cái này ăn cơm xong thì mình uống. Ăn cơm xong tầm 30 phút đây mình cứ uống thôi. Uống thuốc thì không cần phải nhai đâu, mình cứ nuốt đi ấy. Nhai thì có kiểu như là như vị nó đắng thì mình cũng không thể được, mà uống thuốc thì thường cũng có hay chị nuốt thôi. Mình bỏ vào đấy mình nuốt đi ấy. Xong rồi uống ít nước vào. Vị này là chị vẫn 2 viên, nhưng mà mình chỉ ngậm thôi. Uống xong một lúc bây giờ thế mà bóc ra thì cứ ngậm bên trong ấy, trong miệng này. Thôi bây giờ uống thuốc xong thì mình cất đi nhé. Đây, thuốc này thì cất đây. Anh thấy quần áo của em đang chuẩn bị gấp vào túi rồi à? Gấp vào túi hết rồi. Gấp vào túi hết rồi hả? Đây là cái phần quần áo này. Em Dìa cũng đang gấp gọn vào cái túi rồi. Em chuẩn bị mình gấp gọn như thế này thì tối hay là lúc nào mình sẽ dọn đi hết cái này? Bây giờ luôn. Bây giờ dọn luôn à? Dọn luôn thì một tí không hết thì chắc là ngày mai. Ngày mai buổi sáng mới dọn một lần. Thế á? Thế bây giờ nếu dọn thì để anh cần bao giúp em đây để cần để dọn đây trước. Tiện là hôm nay anh vào đấy. Để vào bao. Đây nhá, cô bác ấy, hôm nay em cái vào thì cũng hoàn thiện lúc cái quý của 2 bố con em kia. Vì em Dìa cũng muốn đi làm ở dưới rồi. Thì không ở đây nữa thì sẽ gửi con đi ở với ông bà anh em. Thì bây giờ đang chuẩn bị dọn đồ, em bảo là mai em đi. Đúng là mai hay ngày kia ấy, em chân cũng đang đau thế này chắc em uống thuốc ấy. Hôm nay nếu mà mai nó đớn tí trong ngày mai hay ngày kia đi lại. Mình cái chỗ này chắc có thể cũng phải rất gọn đi hả? Bây giờ đang chuẩn bị đi rồi, chắc nếu mà em cố gắng đi em vài tháng sau, nếu mà mình kiếm được tiền tiết kiệm ấy, thì về có thể có tiền để trang trải cuộc sống, coi như là lập lại gia đình ấy. Nhưng mà em có một cái suy nghĩ như thế này cũng rất là tốt, vì mình cũng không thể là ngăn cản em đấy được. Em đã có suy nghĩ muốn đi rồi thì vâng, cô bác ạ. Bây giờ nếu mà anh cũng giúp em gọn như thế này thì cũng xa, không biết là anh cũng bận ấy, không giúp em lấy được thì tối em cũng nhờ bố mẹ hoặc ai ra đây giúp mình lấy đồ đi nhá. Để tôi đi nhờ bố mẹ ra giúp. Thôi anh cũng có một lời khuyên em, nếu mà em có ý định em muốn đi làm thuê ở dưới là tiện, thứ nhất là mình đi làm thì cái tiền và tiết kiệm tiền để sau này về còn lập lại gia đình này, nuôi con. Nhưng mà đi vào đấy thì cố gắng làm nhá. Cố gắng làm thì gửi con cho nhà nào thì mình cũng sẽ trích ra mấy tiền đấy để mua gạo này hoặc là mua sữa cho con uống. Anh cũng chỉ có cái đô lờ động viên em như thế thôi, anh cũng không biết là giúp em được như thế nào. Để hôm nay thì em cái vào đây chị hoàn thiện nốt 2 quý của cô tá và chú Tuấn lên cho 2 bố con em riêng thôi ạ. Bây giờ thì em cái cũng có việc bận, em cái xin phép về thôi. Có phần dọn đồ di chuyển sang nhà bố mẹ thì chắc tối em bảo là em sẽ nhờ được anh em hàng xóm bố mẹ ra để mình lấy đồ đi sau ạ. Em cái không thể giúp là 2 bố con em riêng di chuyển lấy đồ sang bên kia được. Chắc em cái xin phép dừng video tại đây. Xin chào quý khán giả ở cái video tiếp theo ạ.